cặp đôi này đều là cặp đôi thể hiện khá tốt và trong nhảy đúng không, nhảy và hát, nói chung là thường ở trong những top đầu của chương trình. Mình chọn cặp đôi Như Thùy và Phương Như ạ. Nếu sợ về phần công lực thì chắc là anh sợ nhất là cặp của anh Duyên Thành với Annie. Còn mà về cả tổng thể trình diễn luôn thì anh lo về Thiên Chu và Thiên Sô. Trôi qua rồi mà em vẫn cứ mãi mê em ngồi, bàn tay em mất mê cho chiếc sáng chê, điều gì làm em thích thú như thế kia. Người ta vẫn nói đó là con người, ta vẫn nói ôi sao hay ghen, người biết cả trái đất làm gì em biết đất, mà anh trong mắt em xem như đã hết mơ. Đôi khi nhiều quá lại hóa như không, dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại đi, đập tan hết những khoảng cách khi ta đi xa. Hiện tại làm chi em hơn, hiện tại làm gì anh hơn, hiện tại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Hiện tại làm chi em hơn, hiện tại làm gì anh hơn, hiện tại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Đôi lúc tình yêu cứ như là một câu chuyện hay. Điều gì trong đấy thế mà làm em say mê, nhìn em anh chán đôi khi chỉ muốn về. Người ta vẫn nói đó là con em, người ta vẫn nói ôi sao hay ghê, người biết cả trái đất làm gì em biết đất, ai trước mắt em xem như đã biết mời. Đôi khi nhiều quá lại hóa như không, ôi hiện tại quá người ta khó gần. Dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại đi, đập tan hết như quá khứ khiến ta để xa. Hiện tại làm chi em hơn, hiện tại làm gì anh hơn, hiện tại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Hiện tại làm chi em hơn, hiện tại làm gì anh hơn, hiện tại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Đôi lúc tình yêu cứ như là một câu chuyện hay. Dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại đi, đập tan hết nhiều khoảng cách khiến ta lìa xa. Hiện tại làm chi em hơn, hiện tại làm gì anh hơn, hiện tại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Hiện tại làm chi em hơn, hiện tại làm gì anh hơn, hiện tại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Đôi lúc tình mình cứ như là một câu chuyện hay. Ta cứ thế ta yêu nhau như thời chưa hiện đại. Và đó chính là Chi Chu và Thái Sơn. Thank you dancer, cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với lượt thi đấu của cặp đôi Như Thùy và Phương Duy. Chân mây người yêu nơi cõi.
Vừa đó chính là Phương Duy và Như Thùy. Và vừa rồi thì chúng ta đã được chứng kiến phần thi đấu của hai cặp đôi. Và bây giờ chúng tôi đang rất nóng lòng muốn được nghe nhận xét từ ban cố vấn của chúng ta. Cái cặp đôi đầu tiên là Jinju với Jason thì tổng thể thì nhìn rất là dễ thương. Nhưng mà Linh thấy hơi tiếc là cái giọng của Jinju á không có thoát ra đó. Coi như là em diễn không có thoải mái. Có thể là tại vì cái bài này nó cũng rất là nhiều lời mà nhanh nữa. Minh Hằng thấy tiếc cho bạn Thùy. Tại sao mình lên tông quá cao như vậy, làm cho mình cảm thấy là rất là gồng, rất là gắn gượng. Tổng thể thì hai cặp đều rất là tốt, nhưng mà các bạn chưa làm hết khả năng của các bạn có. Mình có một cái lời khen cho đội của Jinju và Jason. Thật ra hôm nay hai bạn làm rất là tốt về một cái tiết mục nó mang tính chất về giải trí rất là cao. Các bạn có cái cho người ta xem nè, dàn dựng rất là ok. Chúng ta coi, chúng ta cảm thấy rất là thoải mái. Còn bù lại thì cặp của Phương Duy và Như Thùy. Từ những cái nốt đầu tiên khi mà Duy hát, em bị lệch nốt rất là nhiều. Mà những cái nốt lệch đó lại là những cái mà nó dẫn cái bài nó đi. Cho nên là anh rất là tiếc. Xin được cảm ơn bà cố vấn rất là nhiều. Và bây giờ vẫn sẽ là thời gian dành cho tất cả các bạn khán giả tại trường quay bình chọn cho từng cặp đôi. Điểm số của các bạn khán giả tại trường quay là 70 điểm và 30 điểm còn lại thuộc về ban cố vấn. Và bây giờ sẽ là điểm số của cặp đôi Jinju và Thái Sơn. 15 giây bình chọn bắt đầu. Mình thấy hơi tiếc là cái giọng Jinju không được, không có thoát ra đó. Coi như là tại đang nhìn cái mặt là biết là đang rất là lo lắng rồi. Và cái phần nhảy của em cũng nhảy cũng không có hết sức. Tại vì cái bài này đáng lẽ nó phải tưng bừng. Và tổng số điểm đó chính là 46 điểm. Xin được chúc mừng. Và bây giờ sẽ là 15 giây để cho các bạn khán giả gửi đến những số điểm bình chọn cho cặp đôi Như Thùy và Phương Duy. Xin mời.
hơi tiếc cho bạn Thùy. Vì cái bài hát là ở đoạn lên tông thì Hằng không hiểu là tại sao mình lên tông quá cao như vậy. Hai bạn đang thể hiện ca khúc này theo mình là nó chưa được thật sự tốt. Cho cặp đôi Như Thùy và Phương Duy, xin được dành một tràng pháo tay cho cặp đôi của chúng ta. Ngay bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng nhau hồi hộp chờ đợi điểm số đến từ bàn cố vấn và để xem cặp đôi nào sẽ là cặp đôi may mắn bước tiếp vào vòng thi đấu tiếp theo của gia đình chúng tôi. Xin mời. Và tổng số điểm của ban cố vấn và tất cả quý vị khán giả tại trường quay dành cho Jinju và Thái Sơn đó chính là 70 điểm. Tổng điểm của khán giả và ban cố vấn dành cho cặp đôi Như Thùy và Phương Duy chính là 64 điểm. Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã tìm ra cặp đôi đầu tiên bước vào trận thi đấu tiếp theo của gia đình chúng tôi. Xin được chúc mừng cho cặp đôi Jinju và Thái Sơn.